Dương Minh Phong, Dương Huy Hiếu. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hiếu Sư Nhân và Phong Sẹo. Quay lại với DMV Vlog. Đúng rồi, hôm nay là các bạn thấy không? Đấy, bộ bò rất nét và đây là bộ áo da của Dương Huy Hiếu. Đấy, bọn mình hôm nay sẽ làm một cái món cho anh em xem, đó là món bò. Bò ôm ống xả. Biết ống xả là ống gì không? Có. Đấy, ống xả là ống gì? Ống hút bể phốt. Ống xả nó hút bể phốt một phút mà ống xả. Ống kinh xả nước bể phốt. Ôi trời ơi, cho thịt bò vào ống xả nước rồi chịu ông. Thịt bò đây là ôm ống xả, ống xả xe máy. Đấy. Xe máy có cái nào nó ống xả? Ôi trời ơi, nó gọi là cái bô. Bô. Bô xe, bô xe. Được rồi, tí nữa được chúng ta sẽ làm cái món gọi là món thịt bò ôm ống xả, và chúng ta sẽ có nguyên liệu gồm có cần cái gì nữa? Nguyên liệu cầm gì? Gừng này. Gừng này. Tỏi này. Tỏi này. Rồi còn cái gì nữa? Quan trọng nhất là phải có cái gì? Thịt bò. Đúng, có thịt bò. Và quan trọng nhất phải có thịt bò. Ôi ôi, thịt bò ôm gì? Ống xả. Phải có ống bô ấy chứ. Và bọn mình sẽ đi kiếm tất cả các loại này để hôm nay bô, sẽ làm một cái video liên quan đến con đấy. Tiếp là hay ngồi. Rồi ôi bô bô á. Đấy là bô đi gì hả? Còn này là linh tinh, đây là bô xe máy, và bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm tất cả là gồm có thịt bò này. Đúng chưa? Gừng tỏi này. Đấy, rồi gia vị ướp thịt bò này, và quan trọng nhất là phải có thịt bò. Quan trọng nhất phải có tiền. Quá tài. Và bọn mình sẽ kiếm thêm một cái ống xả. Hôm nay sẽ hy sinh xe của Dương Minh Phong. Ok. Ok. Và bây giờ là let's go. Vâng, đây là thịt bò. Đấy. Đấy, còn đây là con bò. Thịt nó rất sáu ăn đấy nhá. Đấy rồi, còn đây là thịt bò. Phong Sẹo đang thái thịt. Ở đây là Hiếu Sư Nhân. Và đây là Phong Sẹo đang thái thịt. Ê, rất chân nha. Và miếng nào nó cũng nát ra miếng đấy. Đây là thịt. Ok, bọn mình đã thay sang thịt bò. Đây là thịt bò. Và bây giờ mình cho thịt bò vào cái bát này nhá. Đấy, cho thịt bò vào cái bát này. Và bây giờ lại cho thịt bò vào bát. Đấy. Ok. Và bây giờ Hiếu Sư Nhân sẽ trực tiếp chế biến đập tỏi. Bọn mình đã có tỏi. Đấy, Hiếu Sư Nhân, và bây giờ bọn mình cho tỏi vào để ướp. Đấy, Hiếu Sư Nhân sẽ cho ngũ vị hương vào để ướp thịt bò. Đấy. Vâng, thưa các bạn, là thịt bò đã có nhé. Đấy, Hiếu Sư Nhân đây. Đấy, còn lại là bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm ống xả và giấy bạc. Được chưa? Và bây giờ phải đi kiếm ống xả. Hôm nay Phong Sẹo sẽ hy sinh cái xe máy của Phong Sẹo. Ok. Đấy, nhưng mà trước tiên thì đi kiếm giấy bạc trước, và bọn mình sẽ đi ra siêu thị. Ok, let's go. Bọn mình đang ở siêu thị, và đây là Hiếu Sư Nhân này. Đấy, Phong Sẹo này, và đây là giấy này, giấy bạc này. Đấy, bọn mình đã có thịt bò. Đấy, có giấy bạc, thấy chưa, và có cả dây thép. Yeah. Và bọn mình cần một cái xe máy thì đây để mua xe máy. Yeah. Và bây giờ Phong Sẹo và Hiếu Sư Nhân sẽ làm món thịt bò ôm ống xả. Ok, như vậy là Phong Sẹo đã làm xong thịt bò ôm xả. Yeah. Đấy. Ok,
Ở đây Hiếu Siêu Nhân, ở đây Phong Sẹo. Và bây giờ bọn mình sẽ trực tiếp nổ xe máy để đi xem là món này sẽ chín như thế nào. Ok nha, và let's go. Let's go, well, let's go. Ok, và bây giờ lên các bạn là Phong Sẹo để Hiếu Siêu Nhân này đang ở trên cầu Thái Hà, thấy chưa? Còn mình đi một đoạn đường rất xa rồi, cũng khá tốt rồi. Ôi thịt bò đã thơm lưng nhưng nước vẫn đang chảy. Ôi này, nóng tuyệt vời. Như vậy là thịt bò thơm lưng chứ. Ăn ở đây hay ăn nhà thế nào? Đấy. Bây giờ hai Phong Sẹo Hiếu Siêu Nhân sẽ ăn thịt bò. Chín chứ, hề luôn, tuyệt vời. Nào, không chín thế à? Chín chứ, cược tiền đi. Triệu nha. Nếu bây giờ chưa chín nè, cháu cầu triệu. À rồi, ok. Và bây giờ Hiếu Siêu Nhân sẽ bóc thịt bò. Lạnh thế. Ý tưởng điên rồ. Hiếu Siêu Nhân hỏi ý tưởng điên rồ. Nóng ấy, nóng ạ. Kéo cẩn thận, rơi hết đấy. Chết rồi. Kéo ra. Ui, lỏng lắm. Bỏng luôn đấy. Thơm lắm các bạn ạ, thơm. Đây rồi. Kéo ra, đấy tất. Đấy là. Kéo tất này. Sao mà kéo tất được, vừa lấy cậu bó vào rồi. Đây rồi, sao đấy. Ui, cái này mà chín ra. Chín rồi, thơm lưng. Chín rồi. Bỏng tay. Đây. Ừ, các bạn đây. Này, cháu hớp phải xong luôn là giữ đi. Giữ nào. Ui, thơm lừng Trung Quốc, ui, nóng. Tuyệt vời. Ngon lắm. Đấy, Hiếu Siêu Nhân quay không xẹo đây. Đây, đến tôi, được tôi thở. Ôi, nóng. Quay ở đây cho các bạn xem. Tuyệt vời. Ôi toàn hết. Khoáng các bạn ạ, khoáng quá. Sướng lắm các bạn ạ. Thơm không? Đi rất xa, nó chín. Đây cho các bạn xem thịt bò rất ngon. Đấy, cho Phong Sẹo miếng đi. Tuyệt vời. Rất ngon. Hiếu Siêu Nhân là mất Phong Sẹo Sẹo nhá, nhớ chưa? Tuyệt vời. Vẫn còn nóng ràn các bạn ạ. Đây nha, tôi vẫn để trên bô này. Đấy, thịt bò ôm ống xả. Thật là tuyệt vời. Ngon lắm. Đấy, dòng sông đấy chứ. Vâng, thưa các bạn, thật là tuyệt vời. Rất ngon. Muốn tôi là hôm nay là chuẩn bị là mùa đông nhờ hơi rét tí. Nhưng mà phải nói cái trải nghiệm này rất là thú vị. Đi xa, thịt bò ở trong ống xả. Đấy, bọn tôi còn ít nữa nhưng mà thôi để nhà về phần cho một số người ở nhà. Và các bạn thấy hay hãy like, share, comment để ủng hộ cho DMV Vlog. Và đây là cầu Thái Hà, và hãy ủng hộ cho DMV Vlog nào. Xin chào các bạn đi. Xin chào. Cứng đơ hết tay.